Bây giờ mình dọn dẹp. Bây giờ mình quét cái trong này ra nha. Quét ra rồi mình để đồ vô. Ở đây gara mình vừa đậu xe, vừa để đồ, chứa đồ luôn. Bây giờ mình dọn dẹp lại nha, cho nó sạch sẽ lại. Cái đó đồ đó là em cho từ thiện á. Mấy cái giày dép này nữa nè, quần áo nè. Bây giờ mình, em gọi rồi, em gọi cho từ thiện rồi thì chị nào người ta tới người ta tích cóc. Cái miếng này cho luôn đi, mình không có xài tới nữa. Lấy chỗ quét. Quá trình đồ. Thôi lịch này chắc em không có xài tới nữa. Chị có xài không? Thôi chắc chị bỏ thùng rác giùm em luôn đi. Chị cho quăng như thùng rác. Bỏ luôn á. Chứ giờ đâu có xài đâu chị. Sao để mất cái xài cho em cho ai? Bạn em. Khách. Sinh nhật người ta có xài. Cái này mình có rồi. Thôi bỏ luôn đi. Quăng cái thùng đó bỏ luôn đi chị. Tại vì em không có thích đừng dùng để rác. Dùng giùm em luôn đi. Thank you chị. À, thích gọn gàng đồ đạc không có nhiều. Không thích giữ mấy cái đồ nào không xài là mình phải dọn dẹp đi. Như cái gì mình cũng chất chứa hết là coi như không có chỗ chứa luôn. Hôm nay thì được buổi sáng rảnh rỗi mình làm công chuyện. Cái này em cho người ta. Em cho người ta luôn. Người ta cần để mà. Chắc em để cái này vô cái thùng đó đi. Không, cái này để vô cái thùng đó đi ha. Để em gấp. Bỏ lên cho mình. Con thùng nó nặng quá lắm á. Để đợi bên này. Ông lấy cái banh ra mẹ em đi. Cái banh mình không. Em gửi đồ cho từ thiện mà trời mưa quá không có đem đồ để ra ngoài được. Mình người ta chưa có tích cóc nữa. Chị cha chưa có lấy. Ở đây còn mấy cái quần nữa nè. Hai mập đi mất. Này gửi về. Gửi ai bự bự con mới mặc được. Dạ đồ hốt. Đây nè. Lấy giùm em luôn đi. Lấy xuống. Dạ. Thank you. À, mình dọn dẹp gara cho nó gọn gàng lại. Lúc gì không á? Dạ. Thank you chị Kim Ngân nha. Dạ, chị Kim Ngân giúp đỡ quá. Làm mình buồn quá. Hai người làm hỏi lớn lắm hả? Đám hỏi lớn lắm. Đám gì? Đám hỏi. Đám hỏi ai đâu? Đâu có đám hỏi. Chưa đám nội. Cả nhà ơi, coi như là ở bên này á là đồ đạc mình phải dọn dẹp. Cái nào mình không xài là mình đem đi cho từ thiện những người mà nghèo, mà không có đồ mặc á. Chị ơi, cái này nè, chụp luôn đi. Nó hư rồi. Đắp anh không? Nó được. Đây nữa nè.
vô phủ con má. Xong xuôi rồi đó. Thôi mình để ra đây. Đây đâu mà. Ờ cái này để đây đi. Rồi, xong xuôi rồi. Dọn dẹp rồi. Bây giờ mình đã dọn dẹp gara xong rồi cả nhà ơi. À, gọn ghẽ lắm nè, đã organize lại rồi những cái đồ này để chuẩn bị cho những cái thùng này. Cái đây cẩn thận. Gọn ghẽ sạch sẽ nhờ chị Kim Ngân giúp. Thank you for your help. You're very kind. You're very kind. Yeah. Thank you. You're very kind too. Ok, bây giờ mình đưa chị Kim Ngân đi về, đi ra tiệm Thanh Hằng nha. À, chị sẽ đi làm. Cảm ơn chị nhiều lắm, chị đã giúp đỡ em. Đây là cái giỏ đồ của em, đem nước, đem trái cây đi ăn nè. Bây giờ em phải đi làm rồi. À, chị Kim Ngân đòi đi ra Thanh Hằng. Rồi, chị Kim Ngân, bye bye chị Kim Ngân nha. Dạ, bye má. Ok. Bye bye gọi con nha. Ok, love you. Dạ. À, chừng nào rảnh thì gọi em nha. Dạ. Bye chị.